Quang Long Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lên bán một số kiwi Phú Thọ. Và đây là mặt hoa chính chủ đã nở tại vườn mình. Mình sẽ quay lên khi thực tế kèm theo giá và mã số. Các bạn ưng ý mã số nào thì các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0908 846 804 để mua hàng nha các bạn. Vườn lan của mình nằm ở 135 xẹp 3 Châu Văn 7, phường 7, thành phố Tân An, Long An, và một chi nhánh nằm ở đường Hùng Vương trong khuôn viên sân vận động Long An, gần bến xe Long An. Hoa rất là đẹp luôn, trắng muốt. Đầu tiên là mình xin giới thiệu với các bạn kiwi Phú Thọ mã số 1 nha các bạn. Mã số 1, hôm nay là mình quay nguyên cái lô kiwi này là đồng giá 4 triệu luôn. 4 triệu một kỳ, đồng giá các bạn quan sát kỹ, mình ưng ý cái kỳ nào thì mình mua kỳ đó. Đây là kỳ mã số 1 các bạn nha. Đồng giá là 4 triệu một kỳ. Các bạn ưng ý mã số nào thì các bạn gọi điện thoại cho mình, số điện thoại 0908 846 804 nha các bạn. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn kiwi mã số 2. Kiwi Phú Thọ mã số 2. Tiếp theo là kiwi Phú Thọ mã số 3. Đây là kiwi mã số 3. Tiếp theo là kiwi mã số 4. Tiếp theo là kiwi mã số 5. Mã số 5. Tiếp theo là kiwi Phú Thọ mã số 6. Và đây là kiwi Phú Thọ mã số 7.
Và đây là kia Phú Thọ mã số 8. Tiếp theo là kia Phú Thọ mã số 9. Như vậy là mình vừa quay tổng cộng cho các bạn là 9 kỳ Phú Thọ đồng giá là 4 triệu một kỳ. Các bạn ưng ý mã số nào thì các bạn gọi điện thoại cho mình mã số đó. Số điện thoại là 0908 846 804. Tổng cộng là 9 cây Phú Thọ ha các bạn. Đồng giá là 4 triệu một cây. Các bạn ưng ý mã số nào thì các bạn hãy gọi điện thoại cho mình nha. Số điện thoại 0908 846 804 kèm theo mã số của cây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.